phủ tể tướng rộng rãi tích thật, mà thứ gì cũng có nữa, chẳng bù cho ở nhà mình. Tể tướng đúng là cưng chiều mình quá, cho mình ở đây hẳn một tuần. Nhưng mà đi lâu như vậy, mình cũng thấy sốt ruột, không biết cha ở nhà thế nào. Còn đám xoài, na, mít mật nữa, nhớ bọn nó phết. Ở đây thứ gì cũng tốt, cũng hơn làng mình. Đến quạ cũng lắm, suốt ngày kêu nhức cả đầu. Hồng Xiêm! Ôi, Hồng Xiêm, em đây rồi, anh tìm em mãi. Anh tìm em có việc gì thế? À, tể tướng sai anh đi tìm em, bảo em đến gặp ngài gấp. Chẳng phải tể tướng đã vào cung tiết triều rồi sao? Đã về rồi cơ ạ? Ừ, về rồi, vừa về đã sốt sắng hỏi em đâu. Hình như trong cung có chuyện đấy, trông ngài ấy có vẻ lo lắng lắm. Em mau ra gặp ngài ấy đi. Vâng, em hiểu rồi ạ. Dạ, ngài cho gọi cháu ạ. Hồng Xiêm đây rồi. Ngài vừa mới vào cung về ạ. Cháu nhìn sắc mặt ngài không được tốt cho lắm. Có chuyện gì nghiêm trọng không ạ? Đúng là có chuyện thật, liên quan đến nhà vua, nên ta mới lo lắng như vậy. Liên quan đến nhà vua ạ? Chuyện gì vậy ạ? Ngài có thể nói cho cháu nghe được không? Chuyện là... hôm nay trong buổi chầu, nhà vua có hỏi một câu, nhưng các quần thần không ai trả lời được. Người mới ra hạn là trong vòng 3 ngày, mỗi người phải nộp lại câu trả lời cho người, nếu không sẽ bị phạt nặng. Có chuyện đó sao ạ? Ta cũng không trả lời được, mà cũng đã nghĩ mãi rồi không ra, cho nên trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng. Ngài có thể cho cháu biết câu hỏi đó là gì không ạ? Nhà vua hỏi, có tất cả bao nhiêu con quạ trong thành? Làm sao mà ta biết được điều đó chứ? Không lẽ giờ đích thân ta phải đi đếm, mà không biết đếm đến bao giờ mới xong, có kịp trong 3 ngày không? Rồi bọn quạ, nó bay lượn suốt ngày như thế, có cố định một chỗ đâu mà đếm, rồi đếm không chính xác cũng vẫn bị phạt. Đúng là một câu hỏi rất hóc búa. Nhưng sao tự nhiên nhà vua lại nghĩ ra câu hỏi kỳ quái như thế để hỏi các vị đại thần ạ? Nhà vua cũng không tự dưng mà nghĩ ra đâu. Chẳng là hôm trước có sứ thần nước Tàu đến yết kiến, hắn bèn đem câu hỏi này nói với nhà vua. Có lẽ hắn muốn thử tài trí của dân ta nên mới hỏi như thế. Nhà vua lại muốn thử tài trí của các quan đại thần nên mới đổ lên đầu chúng ta đây. Thì ra là vậy, cháu hiểu rồi ạ. Hèn gì mà tể tướng lại lo lắng như thế. Ta nghe quan huyện nói cháu là một thần đồng, liệu câu hỏi này có làm khó được cháu không? Cháu có cách nào giúp ta trả lời không? Câu trả lời dễ thôi ạ. Dễ nghĩa là cháu trả lời được à? Thử nói ta nghe xem nào. Ngài cứ nói với nhà vua rằng trong thành này có tất cả 60.457 con quạ. 60.457 con quạ ư? Làm sao cháu có thể biết một cách chính xác như vậy? Ngài cứ trả lời như vậy đi, chắc chắn đúng đấy ạ. Hồng Xiêm này, đây là câu trả lời dành cho nhà vua đấy, không thể nói bừa được đâu. Nhỡ nhà vua hỏi vì sao ta biết, rồi nhỡ không đúng thì sao? Ngài cứ trả lời như thế, nếu nhà vua không tin, ngài có thể bảo nhà vua sai một tên lính bắt hết số quạ ở thành lại và đếm. Nếu như nhiều hơn số đó, có nghĩa là họ hàng của chúng ở nơi khác đến thăm. Còn ít hơn thì những con đó đã đi thăm họ hàng của chúng ở nơi khác rồi. Dù sao bọn chúng cũng tự do mà, đi đâu là quyền của chúng, ai cấm được chứ? Hay, hay lắm. Câu trả lời rất thông minh, rất hay. Cháu nghĩ là ngài đang muốn thử tài cháu thôi, chứ với câu hỏi này, làm sao mà làm khó được một tể tướng tài trí song toàn như ngài ạ? Nói hay lắm Hồng Xiêm, đúng là không thể qua mắt cháu được. Dạ, cháu không dám ạ. Quan huyện nói quả không sai, cháu đúng là một thần đồng. Ta nghe ông ta kể nhiều về cháu, nhưng vẫn chưa được chứng kiến tận mắt. Nay thì đã rõ rồi. Tốt, tốt lắm. Thông minh như thế, có thể ở đây bên cạnh ta mãi thì còn tốt hơn. Cháu cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng cháu còn cha già ở quê, không thể tùy tiện bỏ cha mà đi được. Xin tể tướng minh giám. Cháu không những thông minh, giỏi giang, mà còn là một đứa trẻ rất có hiếu nữa. Yên tâm, ta chỉ giữ cháu ở lại chơi vài ngày thôi, sẽ trả cháu về cho cha cháu. Dạ, cháu cảm ơn ngài ạ. Mà ta phải thưởng cho cháu chứ nhỉ. Nào, thích gì nói đi. Yeah!
cháu lại được thưởng sao? Cháu thích sách ạ. Vậy thì chúng ta lại đi mua sách thôi.